Gia đình em cũng khó khăn lắm. Ừ. Anh nhìn quá anh cũng biết. Chồng em thì cũng bị bệnh được 6 năm nay rồi. Em thì cũng có bệnh tật không được khỏe. Nhưng mà anh biết cái bệnh thận này anh cũng biết, anh có một thằng bạn nhưng mà ở ngoài Đà Nẵng á, nói chung là phải hết tiền đó. Thay thận đó. Thay thận thay đó. Mà thay 3 lần mà bị họ lừa hết 2 lần. Bị lừa hết 2 lần. Trường hợp này của anh này thì không có cơ hội thay. Không có cơ hội thay được nữa. Đúng rồi. Hết rồi. Bạn ấy bị mãn xong là có bị tuần hoàn, bị tim nữa. Rồi. Thì là nhìn là thấy biết hết rồi. Rất khó. Thì những cái bệnh... Xin chào quý vị và các bạn, và đây là nội dung nữa mà Pháo chuyển tải lên kênh quý vị ạ. Quốc lộ 70 và đây là đoạn Thượng Hà. Pháo đang di chuyển cùng vợ chồng cô chú Phương Loan từ Đà Nẵng quý vị ạ. Sau video thì buổi sáng sớm tới trưa thì đoàn của Pháo đi phát được những hoàn cảnh, những trường hợp. Và qua đây thì chúng ta thấy hai gia đình bị sạt lở vùi lấp quý vị nhé. Và với hiện trường hiện tại còn để lại đó chính là nhà đấy, tan hoang như bình địa vậy. Và đây thì Pháo nhận định rằng là có hai ngôi nhà, và hai ngôi nhà này nữa thì chắc chắn là sẽ không ở được nữa rồi. Đó, Pháo đang dừng xe lại ở đây và xin số điện thoại hoặc là địa chỉ xem gia chủ đang ở đâu, tới xem giúp những trường hợp bị ảnh hưởng do bão số 3 trong thời gian tháng 9 tại địa bàn huyện Bảo Yên quý vị nhé. Và đây là những hình ảnh ban đầu trong video ngày hôm nay. Đó. Rồi quý vị, số điện thoại thì Pháo đã xin được rồi. Tuy nhiên là nó ngược với cái con đường mà Pháo đang hướng tới một gia đình đây. Thì cô chú với Pháo đang ngồi trên xe. Và một gia đình cháu Pháo xin kết nối với cô chú Phương ngày nay. Gia đình của em Trung Thêm nó cũng sát sát đây thôi cô chú ạ. Để cô nhắc bữa nay xem nào, ta vào tận sân đi. Đã, ra đây rồi. Kính mời cô chú xuống ạ. Vâng. Xin chào. Chào em. Bạn này là bạn nào? Bạn Chi à? Tên là gì nhỉ? Thảo. Thảo à? Chi thì nhầm sang Thảo, Thảo nhầm sang Chi. Dạ. Bé này đang học lớp mấy? Bé học lớp 6. Dạ. Vâng. Dạ, kính mời cô chú qua đây ạ. À, Trung đâu rồi? Đây nhà. Nhà này là nhà bác. Thôi mình vào đây để ấy đã. Cô được rồi. Vâng. Tránh nắng đã. Sai chỗ nào đâu, đang sai vậy? Đó, cái đang sai chỗ nào chứ? Đang bắt đầu vào chuẩn bị xây ở chỗ này. Đó. Đó. Đây. Chưa sai, nó chuẩn bị ha. Chung à, vào đây. Đây em vào đây. Dạ. Kế luôn mày. Được không? Nắng quá quý vị ạ, thế này mình đứng ở trong bạt này thôi. Ra ngoài hơi ấy một tí. Em ngồi đi. Vâng. Ừ. Ngồi. Ngồi đi em, ngồi đi, em ngồi đi. Mời cô Loan nó uống cái này. Sáng cô tí mới. Cái quán này không có. Anh đi, ngồi đi nhỉ? Ngồi đi. Vâng. Ừ. Ngồi đây này. Đi con kéo con. Nắng. Thôi được rồi A Pháp. Sáng đi nắng dễ sợ gì. Ngạt mũi. Đi ra đây con. Anh vừa lên hôm nào ấy nhỉ, gia đình nhỉ?
mùng 6. Hôm nay mùng mấy? Mùng 9 à? Hè. À. Hôm nay mùng 10 chứ. Bữa nay mùng 10 rồi. Mùng 10. À. Chưa được mấy ngày đúng không? À. Thậm chí video quay thì mình cũng chưa đăng. À. Thưa cô chú với quý nhà hảo tâm là trường hợp cháu kết nối ngày nay là đến cô chú đấy thăm ấy ạ. Và cháu vào pháo kết nối đến là gia đình của em Trung. Thì ít tuổi hơn cháu, 88. Thì thường lên kênh thì cháu vẫn lịch sự gọi là anh. Thì gia đình anh Trung thì anh ấy chạy thận và suy thận mãn. Hiện tại chạy thận mỗi tuần 3 lần. Thời điểm trước thì chạy ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Thì anh ấy phải ở trọ, ở lại một nhà trọ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Và ở trọ đấy và tự nấu cơm, chạy thận. Thứ bảy chủ nhật như chăng nữa thì khỏe có thể về với gia đình. Đó. Suốt thời gian, xong bên sau nữa thì bệnh viện Bảo Yên thì có chuyển giao kỹ thuật mà cái kỹ thuật chạy thận được. Thì anh mới chuyển về đây. Thì chuyển về đây thì mới được vài ba tháng rồi. Từ đầu năm đến giờ nhỉ? Vâng. Làm bây giờ. Tuy nhiên trong tháng 9 thì bị bão lũ thì máy thiết bị ở đây thì bị hỏng. Họ không tiếp tục chạy được thì trong tháng 9. Hết tháng 9 đúng không? Vâng. Hết tháng 9 thì anh chạy tiếp tục lên Lào Cai chạy. Và hôm nay thì tháng 10, tháng 11 thì anh lại chuyển về Bảo Yên chạy rồi. Đó. Và căn nhà của em thì với cái kinh tế mọi thứ thì ngôi nhà thì trước đấy anh cháu cũng truyền tải lên kênh thì nó cũng lụp sụp lắm. Sau bão lũ thì bị ngập. Ngập và ta ly đằng sau thì cũng bị sạt lở. Thế này thì gia đình dỡ, nó cũng nguy cơ sập bất cứ lúc nào thì gia đình dỡ rồi. Và thế hiện tại thì gia đình em thì cũng mong muốn là dựng một ngôi nhà tạm ở đây thôi. Chứ không phải nhà kiên cố. Và thứ nữa là kinh tế để làm ngôi nhà thì được nhà nước hỗ trợ giúp đỡ 50 triệu rồi. Còn khoản tiền còn lại thì gia đình tự xoay sở làm. Tuy nhiên lấy được 50 triệu của nhà nước hiện tại đây thì mình phải dựng xong ngôi nhà. Và ngôi nhà đủ an toàn và đảm bảo thì họ mới giải ngân số tiền đấy. Tức là cũng giống trường hợp của Tuấn sáng nay ấy, chúng ta phải làm xong ngôi nhà đi thì mới nhà nước mới bàn giao tiền. Thứ nữa là thì kinh tế gia đình mọi thứ ấy, thì trụ cột gia đình là bạn thêm này. Đó. Là vợ. Là vợ và hiện tại nuôi hai bé đang học. À vâng. Thì quý nhà hảo tâm bên kênh bọn cháu thì cũng giúp phần nào cho bé học, hai bé tiền học đấy ạ. Chứ còn về các thứ mọi cái nữa thì làm nhà thì cũng video cháu quay cũng chưa, đến thời điểm này cũng chưa đăng. Thì cũng không biết là có quý nhà hảo tâm nào giúp nữa không. Đấy, thì hiện nay thì cháu áp pháo kết nối một trường hợp là như vậy. Chúng ta đến tận nơi để xem. Dạ. Dạ. Áp pháo lên dùm cho gia đình ta để dạ. Mấy mạnh thường quân người ta giúp đỡ. Vâng ạ, thế thì cháu cũng đang quay ghi hình để kết nối rồi. Quý nhà hảo tâm có thương thì gửi về thì áp pháo cũng xin tổng hợp và giúp đỡ gia đình trong thời điểm này để làm cho gian cửa gian nhà để các cháu tránh mưa tránh nắng. Và thứ nữa là vợ chồng đang ở lều như vậy. Đó. Và giới thiệu với vợ chồng em, đây là cô Loan, đây là chú Phương. Cô chú thì từ Đà Nẵng về đây thì nay vợ chồng cô chú thì anh kết nối với đến với gia đình của các em. Vâng. Dạ. Ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là gửi cho gia đình em 10 triệu. Ồ ok. Này. Gửi cho bên đó thì bên vợ đi. Vì nói chung là hai chồng anh ở Đà Nẵng ra đây. Yeah. Ra đây cũng nhờ A Pháo để kết nối. Hồi sáng giờ cũng nhờ A Pháo đi, giờ chiều nay bắt đầu đi A Pháo dắt vợ chồng đi tiếp. Vâng. Nhờ A Pháo do bệnh này mà tới thăm gia đình em như vậy thì vợ chồng anh có ít số tiền nhỏ nhỏ để gửi tới gia đình em để khắc phục ha. Dạ. Em chỉ cảm ơn hai chị. Em không có gì. Nói gì hơn. Thôi em thay mặt gia đình em cảm ơn. Ồ, không có gì đâu. Dạ. Thật ra thì gia đình em cũng khó khăn lắm. Anh nhìn quá anh cũng biết. Chồng em thì cũng bị bệnh được nữa. 6 năm nay rồi. Em thì có bệnh tật không được khỏe. Nhưng mà anh biết cái bệnh thận này anh cũng biết. Anh có một thằng bạn nhưng mà ở ngoài Đà Nẵng á, nói chung là phải hết tiền đó.
Thay thẳng đó. Thay thẳng đó. Mà thay 3 lần mà bị họ lừa hết 2 lần. Bị lừa hết 2 lần. Trường hợp này của anh này thì không có cơ hội thay. Không có cơ hội thay được nữa. Đúng rồi. Hết rồi. Bạn ấy bị mãn xong là có bị tuần hoàn, bị tim nữa. Rồi. Thì là nhìn là thấy biết hết rồi. Thì những cái bệnh liên quan đến... Xin phép anh Trung nhé, em nói câu này. Thì cũng nắm được tình hình thì như nào mình nói thế thôi. Nhưng mà anh nói nghe câu này thì cũng bi quan. Chúng ta còn nước còn tát. Đúng rồi. Đó, như vậy đó. Đây là hên xui nữa. Thì tự nhiên là uống thuốc lá cây là tưởng lành. Đúng rồi. Từ trước đến giờ nhà em cũng khó khăn, cũng nhờ anh A Pháo giúp đỡ cho nhà em cũng đỡ hơn. Chứ lên cây này A Pháo nói lên. Nhà A Pháo nói lên tiếng nói nhiều lúc có mạnh thùng quân người ta giúp đỡ cho gia đình em. Những lúc mà em gặp khó khăn nhất cũng có được bác A Pháo giúp đỡ em cũng cảm ơn nhiều. Kệ, cố gắng ha. Nay có được cho anh chị đến giúp đỡ cho gia đình em cảm ơn rất nhiều. Ồ, không có gì. Vậy thì mình đã tính đến ngày nào chưa? Em đang bảo sáng mai được ngày nhưng mà vẫn chưa tìm được thợ. À, tức là cũng vẫn đào móng. Ừ, vẫn đào móng nhưng mà chưa tìm được thợ. Dạ. Đi trên này đắt quá, tìm thợ em ra. Vì nhà nào cũng bị hư hết được, cho nên cái với thợ cũng không có đâu, anh nghĩ là thợ cũng có đâu. Rải rác cho những nhà mấy ngày, mấy người vậy thôi. Vì rằng ai cũng bị hết, ai cũng phải sửa nhà hết. Cho nên thợ ở đâu mà nhiều dữ vậy? Một cái huyện mà không có nhiều thợ như vậy được đâu. Theo anh nghĩ là như vậy. Nhưng mà thợ ở đây chừng bắt đầu cũng là cao giá đó. Cao giá đó. Theo anh nghĩ là như vậy. Sáng nay em đi tìm buổi sáng nhưng mà họ ai cũng thế. Thảo tình hình nào, học thế nào cháu? Xe đạp đâu? Xe đạp về bên nhà bác. À, chú muốn kiểm tra cái xe đạp hôm nào chú kiểm tra được nhỉ? Ngày Tuấn đi vắng rồi. À. Qua hôm kia thứ 6 là em đi đón. À. Bé này hiện tại là đi học bán chú. Bữa xưa thì tính là đạp xe từ đây đến trường. Từ đây đến trường thì mấy cây? 8 cây, cả đi cả về là 16 cây. Thế là bé cậu nguyện vọng là mua con xe đạp. Thì thời điểm đấy nhà Hậu Tâm giúp thì cháu cũng đưa ra thị trấn để mua con xe đạp. Nhưng tuy nhiên thì sau nữa thì chắc là trình bày hoàn cảnh nhà trường lại hỗ trợ giúp đỡ là cho ở bán trú. Lúc đầu là không cho ở, hoàn cảnh quá thì hoàn cảnh khó khăn nên giúp đỡ bán trú. Bé thì ở bán trú thì là tuần về lần đó. Đúng rồi, tuần về một lần. Tuần về một lần, nhưng mà ở trường đặt về đây luôn hả? Hay là mình lên đón cháu? Em lên đón cháu. Ờ, chứ nó xa quá, tội nó. Mà đường dốc quá. Đúng rồi, mà xa quá tội nó nhỏ xíu. Dạ. Cán bộ nhiều đặc. Nhưng mà anh thấy đường này xe cộ toàn xe lớn chạy không à? Dạ. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Dạ. Rất nguy hiểm. Vâng. À, vậy chào gia đình nhá. Rồi nha. Cố gắng nhá. Rồi nha. Gia đình em cố gắng ha. Ok, ok. Rồi, ok. Vậy nghe. Rồi anh chị đi nha. Đi với A Pháo. Ok. Rồi, bắt tay gia đình cái nào. Cảm ơn quý nhà Hậu Tâm. Ok. Cảm ơn. Rồi. Đang sai rồi, nó gãi luôn rồi, nó gãi trụ hết, gãi sơ. Đâu, mời hai gia đình vào đây đi. Ở trên kia nó trầu xuống kìa. Trầu xuống. Qua đây. Đất trên kia nó trầu xuống. Trầu xuống kìa, sạt lở đi. Hai mẹ con hay như nào? Nhà đi luôn. Đẩy luôn cái nhà sau đi. Ủa hai nhà mà. Ba nhà. À đây là ba nhà. Đây là một nhà nữa à? Đang xây à hay như nào ạ? Xây rồi ấy, xong thì ấy thế này ở được á. Xã cho đi cách đi cư. À xã biểu đi đó, xã biểu đi không được ở đây. Sợ đó, sợ. À, dạ. Không chạy kịp. Vâng. Giới thiệu với cô với chị, em là kênh YouTube Giàng A Pháo ạ. Nay thì em qua đây thì thấy nhà bị sập và bị thiệt hại do thiên tai đúng không ạ? Hiện nay thì em cũng kết nối với hai nhà hảo tâm, tức là cô Loan và chú Phương. Thì qua thăm gia đình, trước hết là động viên ạ. Thì hỏi một chút là nhà của mình bị sập thời điểm nào chị nhỉ? Là bị sập ngày mùng 9 tháng... Mùng 9 tháng 9 à? Vâng. À, mưa xong nó sập sau xuống. Vâng ạ, mưa sập ạ. Mình có chạy được tài sản hay cái gì không ạ? Có, chạy được đồ ạ. Vâng. Vâng. Thế là đây là nhà còn chị nhà không? Chị này thì đồ ở nhà bếp thì sập hết, không chạy được cái gì ạ. Chỉ được cái giường ngủ bên ngoài với chân màn. Cái này là căn mới tinh. Vâng ạ.
Mình xây được 1-2 năm. Đây là một nóc này. Vâng. À, hóa ra là ba nóc nhà chứ không phải là hai đúng không? Ba nhà ở đây. Đây là nóc bên này nữa. Nóc bên này của mẹ, của em, của cô. À, cổ của em là tập bên kia. À, đây là của cô. Vâng, dưới này là của chị chồng. À, đây của chị chồng. Vâng. Dạ. Toàn bộ ở đây là bao nhiêu nhân khẩu ạ? Nhà mẹ thì 4, còn nhà chị này 1, còn nhà em cũng 4. Vâng, nhà cô thì 4. 4 người. Vâng. Đây là nhà chị ạ? Nhà em cũng 4. 4 là 8. Vâng, nhà chị chỉ 1 thôi, một mình chị. À, một mình một người ở đây thôi. Vâng. Cái người này hiện tại là không có mặt ở đây. Vâng, cũng vì có việc. Dạ. Sáng nay mới đi. Vậy là 9 người ở dãy này. Vâng. Vậy thì hiện tại mọi người đang ở đâu ạ? Ờ, đi vào chỗ trường mầm non ở chú ở đấy ạ. À, vâng, vâng, trường mầm non vào trong trường mầm non ở chú đấy. Hiện cho mình vô trường mầm non ở hả? Đang làm nhà ở. Xã cho mình vô trường mầm non ở. Vâng. À, ở chú đó chứ không được ở ta. Vâng. Bây giờ không nọ là ở hai hộ. Có hộ thì phát hộ. À. Dạ, vậy thì mình có phương án làm nhà mới chứ ạ? Cũng... đang làm, nhà cô đang làm, nhà con dâu cũng đang làm, nhưng mà bây giờ lại cái sổ nó chồng chất đến nhau lại 2-3 ngày nữa mới làm. Tức là trong cái của con đơn dâu, vị cấp sổ ấy là mình sổ đang bị nhầm lẫn nhỉ? Vâng, nhầm lẫn thì ngày 1, ngày 2 nó làm thôi. Dạ. Vâng, người ta sắp xếp cho rồi, còn nhà cô thì đang làm. Ở đây mình là địa phương nào cô nhỉ? Địa phương xã Minh Tân, bản Bon 4 xã Minh Tân. Đây là bản Bon 4 xã Minh Tân ạ. Vâng. Dạ. Vậy thì cô chú cũng chứng kiến trường hợp hiện tại có 3 nóc nhà nhưng mà có 2 gia đình ở đây. Vâng. Dạ. Thì kính 4 5 6 đã phát mỗi hộ 3 triệu. Ok. Cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn cô chú Phương. Cảm ơn các bác, các cô đã giúp đỡ gia đình. Đỡ gia đình rất là cảm ơn lắm rồi. Nếu mà gặp sớm một tí thì gia đình chắc khác hơn trước. Thì bây giờ gia đình nó chuyển sang bên kia xong là bao nhiêu người đi qua kiểu không gặp ấy. Cũng không biết ở chỗ này để gọi bên nhà cô ấy. Thế bảo cơn bão số sau này còn nặng hơn cơn bão này, thì đâu chạy chăm ở đây sợ nó ở tầng trên thì xuống. Ý rằng là nếu như cô ở đây thì các đoàn nhà hảo tâm qua đây thì cũng sẽ được nhận một lượng tiền để làm nhà nó làm già nó đỡ hơn. Tức là làm ngôi nhà nó sẽ đỡ vất vả hơn nhỉ. Vâng. Trong đây cũng phải vay vốn để mua đất để làm nhà. Nhưng họ đưa vô hết trường mẫu giáo vì họ sợ là ở đây không ổn. Nhưng mà họ tới là thấy họ hỏi à. Vâng. Hỏi nhưng mà hỏi có ai ở đây có pháo mới biết thôi chứ còn không có pháo mới biết thôi. Còn mạnh thường quân mà họ đi ngang qua thì họ thấy họ không biết ở đâu họ mất thời gian đấy cô. Cái đất này nó ấy lên không ở được, nó vẫn đùn lên ở dưới cái này đùn cái cổng của nhà cô, nó cứ đùn lên. Tức là như đoàn của chú Phương với A Pháo ngày nay qua ấy thì hỏi nhà thì thấy bị như này. Tuy nhiên thì đoàn đang đi làm như vậy thời gian họ ít. Đúng rồi. Họ không chờ được như mình. Đúng rồi. Thế nên là cô chú mọi người đây tiếp cận được ít hơn. Đúng rồi. Có người thì đi qua không nhìn thấy thì vứt quần áo ở đây cho. Thì đi. Vứt gạo ở đây cho không lấy đi. Thì về mình hôm sau mình về đây để đón khách đi qua đấy để nhận những cái gạo hay nước mắm hay gì đấy. Nhưng mà lại nhìn thấy ở đấy. Và xong thầy về, nhưng mà mưa gió quá lại không ở lại được. Thì không có nhà ở đây thì sợ. Mình là dân tộc gì ạ? Dân tộc Tày. Tày dân tộc Tày Bảo Yên là ở bản Bon 4 xã Minh Tân. Bảo Yên. Con chúc cô với chị sức khỏe nhá. Mọi thứ thiên tai thì không ai mong muốn cả. Vâng ạ. Thì mình đã bị rồi, thế không ai, tức là gì, thế nó phải vậy rồi thì chúng ta cố gắng khắc phục. Vâng, thế cảm ơn. Vâng ạ. Con chào ạ. Sức khỏe là được rồi. Sức khỏe con giúp đỡ bọn em. Cô với em cố gắng khắc phục ha. Chứ giờ thiên tai rồi cô. Không gặp thì có xin được tí tiền nào không? Em gửi cho chị luôn rồi. Không chữ cho chị luôn để cho đưa cho con gái đúng không? Rồi sao rồi con gái này đẹp tiệt nhất để chuẩn bị tách hộ, nhưng mà bị sập xong này không được hỗ trợ gì. Rồi,
Chị nói thì em gửi rồi, ok. Chị nhớ gửi cho con gái chị là được rồi. Ok. Bây giờ con gái thôi, không phải ai cả, con gái cả. À, con gái cả rồi. Dạ. Chị xin các nhà hảo tâm nhé. Cậu với mẹ nên là chuẩn bị tách hộ cho đại diện sản nên không được, không được hưởng. À, không được. Con gái họ tên là gì ạ? Họ tên Hoàng Thị Hiên. Dạ. Sinh năm 1980. Dạ. Vâng. Cháu ở đây. Dạ. Vâng. Sao chị ở một mình? Ở một mình bởi vì đi lấy chồng thì chồng xa nát rượu quá thì bỏ về với mẹ. Dạ. Vâng. Không có bé nào rồi. Không có một con đi đi bộ đội thì dạ, một đứa con gái thì lấy chồng, không về ở theo đâu, ở một mình thôi. Vâng. Về đây mẹ chia đất cho ở đây. Vâng. Vâng. Chia đất cho ở với mẹ. Vâng. Khổ lắm. Chưa tách khẩu bởi vì là bảo là mấy hôm nữa tách thì để làm cái sổ đỏ. Ừ. Mà thế xong ôi vừa nói mấy hôm trời mưa về rồi không làm được nữa, đó báo không được hưởng, không được hưởng chế độ. Cái này là to nhất là của con gái, là hôm nay được to nhất là được 3 triệu. À. Vâng, to nhất 3 triệu bởi là vì coi như là chưa có mạnh thường quân nào giúp đỡ. Không. Có 500 thôi. Bởi vì xá nó không nhiều xá khác. Dạ, dạ thôi đừng nói nữa. Vậy dạ, hiểu rồi đó. Vâng. Dạ, chứ mình nói ra cũng không sợ đụng chạm, hiểu không? Vâng. Không, cũng nói thật thôi, cũng nói ràng thôi. Từ từ họ phát. Từ từ họ sẽ phát. Được thì mình bảo nhiều tiền họ phát lắm. Được thì mình bảo được thôi. Chưa. Cũng thật mà, cũng nói thật thôi. Bữa họ phát kìa. Vâng. Ít bữa sẽ có nhờ A Pháo để lên chương trình, mọi cái mạnh thường quân người ta sẽ có tới. Nhìn thấy không theo dõi cháu lắm. Đấy này là đầu kéo cái theo dõi lắm nhưng mà không biết nói chuyện đây. Không biết nói chuyện. Nói hồi nãy giờ nói vẫn vẫn hay mà. Lấy nói không biết nói bằng điện thoại á. À không biết nói điện thoại. Không biết gọi, không biết nói chuyện. Lát nữa cho số điện thoại nhà luôn, có chi chạy xuống nhà A Pháo luôn, gần gần lắm. Nhà anh ở chỗ nào anh? Mình ở tổ 7 Phú Giang. À, thế à, dạ. Thì may mắn quá gặp các nhà hảo tâm này, gia đình vui lắm rồi. Vâng, hạnh phúc, khổ quá. Vậy thì chị, hiện tại chị đang ở đâu ạ? Đang ở đây thôi, đi vào đấy có tí thôi. Chỗ cây sáu này đi vào một tí thôi. À. Trường mẫu giáo đó, hồi nãy nói trường mẫu giáo. Trường... Từ đây đi thì có ra được Yên Sơn không ạ? Có được, đi bằng ra kia ra Yên Sơn luôn. Đi được luôn được ạ? Vâng, tắt. Có cái nhà tên là chú Mìn thì bà có biết không? Mìn nào nhỉ? Cũng bị sập nhà, cháu đang... À, Yên Sơn ở tầm Làng Múi phải không? Vâng ạ. Đúng, ở Làng Múi. Cũng đi vào đấy không đi... Đi đường này được đấy ạ? Được. Đi đường cây 6 ấy được ạ? Thôi thì đi đường phố đi hơn. Đi, à, đi đường cây 6 bây giờ đường nó sợ. Nó lở về, có nhiều đất đi khó ấy. À. Đi đến Yên Sơn không được, đi ngược lên Bà Hà đi. Dạ, dạ. Vâng, đi được đấy. Vâng. Thì cháu xem là em nó đón ở đâu, cháu đi đường này. Vâng, vâng. Xin chào gia đình ạ. Vâng. Cảm ơn anh nhiều, okay, nhiều. Okay. Chúc nhiều sức khỏe nhé. Rồi. Okay. Rồi quý vị và các bạn, hành trình tiếp theo trong ngày hôm nay của A Pháo thì chúng ta đi kết nối tới những hoàn cảnh bị sạt lở. Và đây là một trong những bản mà A Pháo hướng tới nữa quý vị. Toàn cảnh ngôi làng và hộ gia đình theo A Pháo mường tượng. Đó chính là cái khu vực mà bị sạt lở, dấu vết để lại đỏ đỏ đây. À, mình đang quay ở trên xe thôi quý vị ạ. Thì đến nơi thực hư ra sao thì mời quý vị đi cùng A Pháo và vợ chồng chú Phương quý vị nhé. À, kia là cổng Nghĩa Trang. Ừ, đó, kia vòng xuống cái cổng Nghĩa Trang. Dạ. Đứt cái đỉnh mà sáng xa với hết không cho ở đây. Dạ. Bắt phải di chuyển. Vâng, con giới thiệu với chú, với cô đấy ạ. Cháu là kênh YouTube Giàng A Pháo ạ. Vâng, vâng. À, thì nay thì cháu kết nối cùng với hai nhà hảo tâm, vâng, vợ chồng chú Phương ở, vâng, Đà Nẵng ạ. Vâng, vâng. Thế này thì cháu qua hỏi thăm, vâng, trước hết hỏi thăm gia đình ông trước đi ạ. Vâng, vâng. Nhà mình là ở đây hả chú? Vâng. Nhà to này à? Vâng, cái nhà này. À, vâng. Thực trạng thì hiện tại nhà mình cháu thấy là nó đang đứng vững này đúng không ạ? Đúng, vâng, đứng mà nứt đằng sau, mà đổ đằng kia. Dạ. Đằng sau đổ hết rồi, đổ hết tường. Dạ. Không kịp dọn đồ đạc. Dạ. Thế là nó bị lâu chờ rồi chú? Đây hôm 9 ở bên Làng Đủ kia, xong đến hôm 10 chiều 10. Dạ. Và chú đang chuẩn bị đi đâu đây chú? Cũng đi về đây, xong rồi đi làm chỗ ở, làm cái nhà ở chỗ bên đây, chuyển vào khu trong kia. À, đang định chuẩn bị là đi, vâng, làm việc đấy ạ? Vâng. Bao giao? Vâng. Dạ. Vậy chú đưa con với... Vâng, vâng. À, cô chú đi xem nhà một xíu một chút được không? Tức, vâng, là, vâng, ngôi nhà này chú hiện tại là có bao nhiêu người ở đây ạ? Ừ, nhà có 4 người thôi mà. 4 người gồm, vâng, cô chú này và hai em nữa à? Vâng. Và đây là tiền
tích cóp xây từ thời điểm nào chú? Ờ, năm 19. 2019 ạ? Vâng. Xây từ 2019 ạ? Vâng, đây là bên này cái đằng này, đằng này dùng bếp. Dạ. Còn bên nào, thằng ở bên này. Đây là toàn bộ đất đá đổ trên kia xuống ạ? Vâng, đấy cho nhiều hơn. Chỉ sợ kia nó ảo. Dạ. Chú tên là gì ạ chú? Hả? Chú tên là gì ạ? Tên là Nhiệu, Hoàng Nhiệu. À Nhiệu ạ? Vâng. Dạ. Đấy hai vòng đằng sau là tường đằng sau lắm. Đằng trong này không kịp dọn này. Không kịp dọn phải chạy. Ở nông thôn là một ngôi nhà như này là họ tích cóp nhiều, mất nhiều thời gian, tiền của lắm ạ. Vâng, đấy nó thế. Đầu tiên nó xuống đằng này trước. Xuống xong nó được chuyển sang bên này. À, ở đây thì cái khí hậu nó ẩm. Họ xây xong mà để nó khô tường. Mới sơn là một. Thứ hai là không có tiền. Và tiền sơn này phải 40-50 triệu cái nhà này đấy ạ. Đấy, sơn này nhiều tiền. Vâng, nghe là họ... Nó sạt hết bên này, vâng. Nó đi vào đây. Cái tường chỗ này là không kịp dọn cái gì đâu. Ở dạ. Lắp ở đấy. Vâng ạ. Dạ. Thì đằng kia nhìn ra thì ngôi nhà còn đứng vững. Dạ. Đó. Đó. Cái này thì còn khắc phục được không chú? Cái này xã với lại huyện không cho ở. Không cho ở. Không. Nếu như là cháu là chú để cháu múc cái đằng đất đằng sau đi. Vâng, thế này đây là nó lướt ở trên tới đỉnh cơ. Nó lướt được một mét sâu lõm. Nên họ sợ chính quyền đã lội lên trên rồi. Vâng. Nó lướt ở trên đỉnh cơ. Dạ, Thái hiểu không? Dạ, dạ. Nếu mà nó phải hiểu có nghĩa là người ta đã đi khảo sát ở trên kia sẽ còn sạt lở nữa. Dạ. Nên người ta mới là nói là đủ dân không cho ở đây nữa. Nếu mà mưa đâu 2 ngày nữa là đi xuống ruộng hết. Đúng rồi. À, nó thế. Rồi. Đi xuống ruộng hết. Vì nó ở đây nó mỗi chỗ này mình khắc phục được, còn ở trên đỉnh cơ. Đúng rồi. Nó đi nó nứt một mét. Đúng rồi chứ, đúng rồi chứ. Nhìn vâng. Thấy vâng. Đất không có chứ không có đá. Vâng. Đất không à. Vâng. Đấy. Mưa 2 ngày nữa là dọn cái nhà vâng. Này đi luôn. À. Cái đường kia đi bãi thầm ha kia là hết. Nên chính quyền đã lên đây xạo sơ rồi vâng. Mới biết mới là di dời người dân đi vâng. Chỗ khác. Dạ dạ. Họ sợ. Cho nên là huyện xã không cho họ đến cũng khảo sát thì xem hết rồi. Đúng rồi. Thế bắt phải di dời. Yên tâm đi. Chỗ khác để nó an toàn. Ít bữa nữa chính quyền gửi cho mỗi người 1 tỷ. Không ạ, à, đây là hộ khác, bên kia hộ khác. Ừ, bên kia còn đứa hộ dạ. Khác. Ở nhà địa thế đẹp quá nhỉ. Thế còn nhà bên này ạ? Nhà bên này của thằng con, bây giờ nó cũng đi làm ăn không ở nhà. Cũng lớp mẹ, lớp hết cái kia rồi. Lớp đằng sau rồi. Của thằng con. Góc này quý vị có thể nhìn thấy đất sạt lở. Tuy cái đoạn này nhìn nó rất là thấp thôi. Đó, tuy nhiên thì có vết nứt mọi thứ ở tận trên đỉnh. Nó ở chỗ tận cái bồ đề trên kia. Nó không thì khắc phục vẫn được. Và cái hiện trường này quý vị có thể nhìn thấy là cỏ mọi thứ đã mọc xanh lại. Đó. Thì cách đây được 2 tháng rồi quý vị ạ. Và thiên tai mọi thứ. Ở Lăng Lù là mùng 9. Đây là sáng mùng 10. Vâng. Thế là cái là ban ngày mình còn kịp. Nhưng mà khu vực ở bên này có đỡ là ban ngày. Cho nên người dân họ di dời được. Đây là được ban ngày, được, tức là sáng sớm đấy. Yeah. Thì nghe thấy ào phát rồi đấy là lúc buổi sáng trời sắp sáng rồi. Căn này cũng di dời luôn đấy chú? Cái này nó không ở nhà thì chắc nó nứt ở rất thân tận bên kia cơ. Nhưng mà họ xem mỗi cái này thôi, cái kia vẫn còn đứng, họ không ấy. Vẫn còn đứng vững. Không giúp. Nhưng bây giờ đấy phải múc cái chỗ cái đất kia ra. Dạ. Cái răng ai dám ở. Dạ. Dạ. Bây giờ cũng không dám ở mà. Dạ. Vâng. Vậy trường hợp này thì cháu kính cô chú kết nối với cô chú với giúp gia đình bác Nhiễu à? Nhiễu. Bác Nhiễu. Dạ. Dạ. Hoàng Nhiễu à? Hoàng Văn Nhiễu. Hoàng Nhiễu. Thứ nữa là Hoàng Diệu nữa. Để gửi cho bác 3 triệu. Những cháu của Hoàng Diệu nữa. Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn. Đó, thế thì mới bảo là cố để khắc phục, họ không về xem, họ khảo sát trên kia hết là không được. Yeah. Ở đây không đảm bảo an toàn. Không đảm bảo. Vâng. Cho nên họ biểu mình phải di dời. Vâng, vâng. Yeah. Đi qua hộ khác nữa. Yeah. Yeah. Xem cái nhà bên kia. Vâng. Chúc bác mọi thứ thuận lợi bác nhé. Vâng, cảm ơn. Các chú là ở đường xa xôi đến đây vất vả. Nhưng mà tôi bây giờ đã ở cái nhà bạc ở trên tạm với từ. Dạ, ở nhà bạc tạm. Ít bữa nữa thì lúc bây giờ mới làm lại.
Nhà này mà sập thì nhà của chị là nó đi luôn là đúng rồi. Dạ. Ta đến cô ơi, ta tới cái nhà của mình một tí đi cô. Dạ. Dạ, cô tên là gì ạ cô? Cô tên là Cát. Dạ. Mình bao nhiêu tuổi rồi ạ cô? Cô 58 à. À 1958. Gia đình thì hiện tại là... Không, đến 58 tuổi. À, 58. Là 1967. 1967. À. Ờ, nhà này bao nhiêu thành viên hả cô? Nhà cô... 6 người ạ? 5 người. 5 người. 5 người. Bà, xem này, bà. Bà này. 4, 5. 5 người. Ngôi nhà thì nhà gỗ. Ôi à, nhà này 5 người ạ? Vâng. Vâng ạ. Chắc là cũng có phương án để sửa chữa lại rồi chứ ạ? Vâng. À, đây các bạn ạ, nhà của cô Pháo đang với cô chú Phương vào để xem quý vị nhé. Ngôi nhà bếp hiện tại vẫn đang đứng vững. Vâng. Nhà này đỡ hơn nhà anh kia. Đỡ sốt ruột hơn đúng không ạ? Sốt ruột hơn. Kêu gỗ đỡ sập hết thôi. Vâng. Nhà này là bị trước nhà bác kia. À bị trước luôn. Nhà này là bị 4 giờ sáng ngày mùng 8. À nhà này là mùng 8 bị. Mày mới dựng lên chứ nhà mua mà đó. Không sập đó, sập đó. Sập mà. Sập cái họ gỡ đồ ra đây nè, họ gỡ đồ ra nè, họ gỡ kìa. Có chân móng rồi. Họ gỡ đồ xuống nè, họ xếp lên. 4 giờ sáng là đất nó ụp xuống là cái hàng cột bên trong kia nó đẩy cái hàng nó chân bên trong kia ra, thế là em biết rồi, em biết rồi. Nhìn là biết là gãy. Vâng, thế là đến ở khu vực mình nó hay có cái là người không bị gì, chỉ có bị nhà thôi. Còn ở bên Lằng Nũ là người và nhà đi luôn. Còn cái này thì cái này thì may nó còn tụt được cái chân toa ly này xuống chứ. Nếu mà hôm bây giờ nó mà ở trên xuống thì nhà cũng không kịp xử lý bởi vì nó còn có 4 giờ sáng rồi. Đúng rồi. Thì lúc bây giờ mình ở nông thôn thì mình vẫn ngủ ấy. Nhưng mà hai bên này là bị buổi thấy, sáng. Thấy ấm một phát thì thấy nghe thấy cái nhà này nó cột cạt cái nhà này. Thế là hộ nhau gọi nhau vùng dậy về thì cái nhà nó đang nghiêng. Bây giờ cô chú hiện tại mọi người, các thành viên trong gia đình thì ở đâu rồi ạ? Ở cái lều ở trên kia kìa. Cái lều ngay cạnh đường á. À cái lều ngay cạnh đường á. Hồi nãy thấy cái lều đó không? Vâng, ngay đây. Chạy xuống mọi người thấy cái lều đó. Đấy đấy. Ở chân dốc. À em thấy rồi. Bây giờ đi làm cái lều ở tạm đấy. Ờ em thấy rồi. À thôi, em gửi cho chị. Ờ gửi chị 3 triệu. Khổ. Ok. Thôi vợ chồng em gửi chị, gửi chị. Gửi chị nha. Thôi cái gì, gia đình cũng cảm ơn cái kênh của dạ, chú Giàng A Pháo này kết nối được với lại vợ chồng chú nữa thì cũng vất vả từ trong miền Nam ra đây để coi như là giúp đỡ gia đình. Ở Đà Nẵng. À, ở Đà Nẵng thì gia đình cũng rất là cảm ơn. Thì cũng chúc cho vợ chồng em với lại kênh A Pháo này ngày một... mạnh hơn ha. Mạnh hơn. Dạ phá mạnh hơn. Chỉ cần làm... sức khỏe là được rồi. Chỉ cần sức khỏe thôi. Sức khỏe, dồi dào, làm ăn, cảm gặp ơn nhiều chị. May mắn. Chúc em nè. Chúc cô sức khỏe mọi thứ thì mình tái thiết từ từ lại. Vâng. Dạ. Vâng, thì thẳng anh đành phải cố gắng thôi. Cố gắng khắc phục qua. Vâng, cố gắng khắc phục từ từ. Vâng. Dạ. Thì cũng nói chung là cũng không ai mong muốn. Dạ. Bởi vì cái này nó là thiên tai thôi. Đúng rồi, thiên tai, cái này thiên tai. Thiên tai xong lại bữa là tầng ít bữa trời cho lại, ít bữa giờ A Pháo sẽ chở xe tiền vô, tất cả đứng xếp hàng hết, A Pháo đưa mọi người cục, rồi xưa lại hết. Thế là vào công ty chú để lấy tiền đúng không ạ? Chú đang công ty. Có tiền ở chỗ nào chú chưa nói đấy. Có tiền chỗ nào chú chưa nói để cháu chở giúp bà con. Nếu mà nó ở cái này, nếu mà nó không nứt đồi từ bên kia sang bên này thì. À, cái đất nó xuống như thế này thì mình có thể mình vẫn khắc phục được. Khắc phục mình khắc phục hoặc là mình ấy máy về mình lấy cái ấy đất này ra thì mình vẫn ở, nhưng mà
ở đây xã với huyện nó vào khảo sát kia là không cho. Không cho là không cho. Họ đã di dời mình đi là mình biết là chỗ đất đó không ổn đó. Vâng. Họ mới di dời mình đi. Bởi vì là xã với huyện cũng bảo là cái này cũng cũng tùy gia đình thôi. Nếu mà gia đình mình vẫn cứ cố ở đây ấy, thì sau này ấy, có xảy ra sự cố gì thì người ta không không chịu trách nhiệm cho mình. Với lại mình ở như thế này á, nó có phải là lúc nào nó cũng nắng đâu. Nó phải có mùa nắng, mùa mưa. Nên lúc mùa mưa về thì mình biết làm sao được. Đúng rồi. Ban ngày thì mình còn bảo là có nhìn thấy thì mình còn kịp. Ban đêm ấy mình không kịp xử lý thì đến lúc bây giờ mình cũng... Cái đó đúng rồi. Cũng thiệt thòi á. Dạ. Rồi vậy thôi ha. Vâng. Dạ. Vâng. Rồi chồng em đi rồi. Vâng. Dạ. Xin chào cô và thầy bác ha. Dạ, vợ chồng đi đã. Dạ, còn đi qua tới hoàn cảnh khác nữa. Dạ, còn giúp nói làm sao. Dạ, còn giúp hoàn cảnh khác nữa. Vâng. Dạ.